Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ sản phẩm, đấy là cái bộ ben thùng cho xe 3 bánh và xe 4 bánh. Nguyên lý hoạt động của bộ này là nó tách cái chuyển động từ trục các đăng, từ bộ số máy về phần trục các đăng. Tách chuyển động nó ra đưa qua một cái hộp số. Trên cái bộ hộp số này thì nó gắn thêm một cái động cơ bơm ben. Nó gắn thêm một cái bơm thủy lực. Đây, phần chuyển động của máy thì được đưa về cái phần động cơ này. Đây là phần chuyển động được đưa vào cái bộ số chia này và qua cái bơm thủy lực này. Từ bộ bơm thủy lực này được điều khiển qua một bộ van và đi vào bộ ben này. Nguyên lý thì rất là đơn giản, chỉ như vậy thôi. Nó cũng khá là dễ sử dụng. Các bạn chỉ việc tách đôi cái cây trục các đăng của các bạn ra, kết nối với bộ này một đầu và bộ này một đầu là sẽ đấu vào với cái bộ các đăng bình thường của nó. Nó được sử dụng cho hầu hết tất cả các cái dòng xe 3 bánh 4 bánh mà chạy truyền trục các đăng. Đây là thùng dầu của nó, thùng dầu hồi và thùng dầu ra. Còn đây là bộ van đóng mở bình thường. Bình thường là nó chạy xả dầu về bình này. Từ cái bộ van này khi chưa có tác động thì nó sẽ xả dầu về thùng. Khi ta có tác động vào cái cần số này, cái cần van này, đóng van thì lúc đó sẽ ngắt dầu lên cái thùng dầu và chạy từ cái bơm qua cái van này sang cây ben này vào cái điểm này. Nó sẽ làm cây ben đẩy lên và thùng của mình sẽ được nâng lên. Nguyên lý là như vậy. Thì phụ kiện của nó rất là đầy đủ. Đây là bộ trung tâm của cái bộ này, được gắn lên một cái miếng bát sắt này. Cái miếng bát này thì được hàn lên khung xe của mình. Trên này có 4 vị trí con ốc để bắt lên vị trí 4 con đế này. Phụ kiện rất là đầy đủ. Anh em về làm chỉ việc hàn thôi, không phải gia công, gia cố gì hết. Cái bộ này thì được áp lên sườn xe tại cái vị trí mình ngồi cho nó dễ thao tác. Đấy. Và đây là cái miếng bát này, hàn lên cũng hàn lên khung. Đây, hàn lên sau đó là bắt ốc lại như thế này. Mọi thứ đều là bắt ốc và hàn thôi, không có gì phải gia công cả. Đây là bộ cần kéo. Bộ cần kéo này là để đây là cái bộ cần kéo để tách cái chuyển động từ cầu, từ động cơ về cầu sau. Lúc đó chuyển động từ động cơ sang cầu sẽ bị ngắt và nó sẽ chuyển sang cái chuyển động, chuyển sang cái bộ bơm này, làm cái bộ bơm này hoạt động. Như vậy cái bộ tách chuyển động này khi đổ thùng thì xe sẽ không chạy, và khi xe chạy thì cái bộ bơm này sẽ không hoạt động. Nó cũng có ưu điểm và nhược điểm chính là như vậy. Sau đây thì mình sẽ kéo thử cái cần van để cho các bạn xem. Đây, bây giờ là bạn quay thì là nó sẽ quay theo. Bây giờ ta sẽ kéo cái cần này thử và sẽ xem cái chuyển động từ bên này qua bên này, từ bên này qua bên này, nó sẽ tách chuyển động. Đây. Lúc này là chuyển động sẽ về cầu sẽ không còn.
mà sẽ chỉ còn chuyển động từ động cơ vào bơm thôi. Đấy, lúc đó bơm sẽ bắt đầu hoạt động. Còn khi mà các bạn là kéo cần lên thì lúc đó chuyển động từ động cơ về bơm sẽ ngắt và cầu sẽ hoạt động lại bình thường. Nguyên lý hoạt động của nó chỉ là vậy thôi. Cách lắp đặt thì rất là dễ. Mọi chi tiết hướng dẫn lắp đặt bên em đã bán sẽ hướng dẫn cho khách hàng. Ở trên này nó cũng đã tương đối cụ thể rồi. Khách hàng nào còn chưa rõ về vấn đề gì khi mua hàng hay khi nhận hàng thì đều được hướng dẫn cụ thể. Toàn bộ phụ kiện đi theo rất là đầy đủ, từ con ốc cho đến lông đen, từ cái tai treo cây ben đều có sẵn hết. Tai gối lên thùng xe cũng có luôn. Đây là bộ hai sợi dây dầu. Đây là bộ hai sợi dây dầu của nó. Đấy. Đây là bộ dây hồi dầu, hồi từ bộ chia này về thùng. Đấy, chọn bộ của nó đây. Gồm có một bộ chia, một bơm, hai cây các đăng, một cây cần kéo, một thùng dầu, một sợi dây dầu hồi, một bộ van chia, hai bộ đế, hai bộ dây, một cây ben và phụ kiện. Các bạn có thể không cần mua cây ben, hoặc là bất kể món nào trên này thì giá thành đều được chiết khấu lại, đều được trừ đi. Chọn một cái bộ phụ tùng như thế này, mình sẽ báo giá ở dưới phần mô tả. Các bạn chú ý theo dõi phần dưới phần mô tả. Mình không nói trong video không phải để giấu, mà là bởi vì giá thành nó sẽ thay đổi theo thời gian. Khi báo giá trên video thì mình sẽ không chỉnh sửa lại được. Còn đây, ví dụ như đây là bộ số lùi của nó đây. Đấy, khi đang nối với cái cầu thì mình chỉ cần cắt phần chuyển động giữa này ra và lột với bộ nguồn này thôi. Đây chính là bộ chuyển xe không thùng không lật thành thùng lật, rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và ấn biểu tượng hình chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.